Sao lại giống mùi C2 nhỉ? Sữa tắm mới cả nhà ơi. Sữa tắm từ lá xoài. Hay là bây giờ mình không bán hàng nữa, chuyển sang trồng xoài rồi bán lá xoài nhỉ? Để người thử nha. Sao lại giống mùi C2 để test kết cấu nha. Hello, vì không tiện quay cảnh tắm rửa nên mình sẽ mang sản phẩm ra và test trực tiếp tại đây cho mọi người nha. Kết cấu sản phẩm thì gel trong đặc, cái này tắm sẽ rất là dôi. Khả năng tạo bọt thì rất là tốt mặc dù không có sunfat, mừng ghê á. Và cái bọt thì rất là mềm và mịn. Mà quan trọng là cái mùi thì không phải mùi C2 nha mọi người. Mùi thảo mộc nhẹ nhàng thôi, không phải mùi C2 đâu. Ngoài ra thì cái khả năng rửa trôi cũng rất là tốt. Mình có rửa qua thôi thì đã thấy trôi sạch hết rồi, không bị bám bọt hoặc không bị cái cảm giác bị nhớt nhớt dính dính ý. Mà sau khi tắm thì da cũng không bị khô đâu, rất là mềm. Cảm quan cơ bản của mình thì chấm điểm khá là cao đấy. Mình thì bất ngờ với cái thành phần ý, chứ thực là lá xoài, Hả? lạ ghê á. Ngoài ra có tràm trà, thấy bảo hai thành phần này thì đều có kháng viêm rất là tốt, tốt cho những người bị mụn nưng này. Đọc thì mình thấy mừng nhất là vì không có 60, không gồm các hóa chất độc hại. Còn về khả năng chữa mụn lưng hoặc là điều trị mụn lưng thì phải theo dõi thêm. Hẹn mời các clip sau nha, bye bye.